Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của dịu dàng, mềm yếu hay đấu thầu. Cảm thấy dịu dàng nghĩa là gì? Nếu bạn mềm yếu, nghĩa là bạn mỏng manh, nhạy cảm, dễ bị bầm tím hoặc nhẹ nhàng. Thịt bò non dễ cắt và một trái tim đa cảm đều có thể được gọi là mềm. Nhiều ý nghĩa do đấu thầu phát triển theo thời gian. Vào thế kỷ 13, từ này có nghĩa là mềm hoặc dễ bị thương. Sự dịu dàng trong một mối quan hệ là gì? Trong thuật ngữ tình dục, sự dịu dàng được thể hiện qua cơ thể. Tuy nhiên, những người khôn ngoan và cam kết trong tình cảm biết rằng sự dịu dàng là sự gần gũi. Đó là mong muốn được niềm vui trong ngôn ngữ tình cảm và làm hài lòng trái tim của người khác. Đau là một dấu hiệu hay triệu chứng. Trong y học, đau là cảm giác đau hoặc khó chịu khi chạm vào vùng bị ảnh hưởng. Không nên nhầm lẫn với cơn đau mà bệnh nhân cảm nhận được mà không cần chạm vào. Đau là nhận thức của bệnh nhân, trong khi đau là dấu hiệu mà bác sĩ lâm sàng đưa ra. Bạn đối xử với sự dịu dàng như thế nào? Một số biện pháp bạn có thể thực hiện để giảm bớt sự khó chịu của cơ do chấn thương và hoạt động quá mức bao gồm: thứ nhất, nghỉ ngơi khu vực cơ thể nơi bạn đang trải qua đau nhức và đau. Thứ hai, dùng thuốc giảm đau không kê đơn, chẳng hạn như Advil. Thứ ba, chườm đá vào vùng bị ảnh hưởng để giúp giảm đau và giảm viêm. Sự dịu dàng có phải là một cảm xúc không? Tóm lại, một mối quan hệ của sự dịu dàng và đồng cảm. Dịu dàng là một cảm giác đồng cảm, nhưng nó cụ thể hơn, khác với sự cảm thông, thường như liên quan chặt chẽ hơn đến cảm xúc cơ bản của nỗi buồn. Cả tình yêu và sự đồng cảm đều là những phản ứng phức tạp, và do đó chúng sẽ không được coi là sự cảm xúc cơ bản. Làm thế nào để bạn sử dụng từ đấu thầu? Đấu thầu ví dụ câu: thứ nhất, cổ cô ấy mềm và nuốt rất đau. Thứ hai, đôi mắt anh dịu dàng, thật ngọt ngào. Thứ ba, dù sao anh cũng đã ăn rất ngạc nhiên khi thấy thịt gà mềm và ngon ngọt, và rau vẫn còn hơi giòn và được tập gia vị tốt. Thứ bốn, cắn tay anh khoác lên vai cô một cách dịu dàng, như đầy tình chiếm hữu. Chào giáo thầu hoạt động như thế nào? Một chào mua công khai là một chào mời cộng cộng cho tất cả các cổ đông yêu cầu họ đấu thầu cổ phiếu của họ để bán tại một mức giá cụ thể trong một thời gian nhất định. Nhà đầu tư thường đưa ra mức giá trên mỗi cổ phiếu cao hơn giá cổ phiếu của công ty, mang lại cho cổ đông động lực lớn hơn để bán cổ phiếu của họ. Tôi có nên chấp nhận đề nghị đấu thầu không? Mặc dù bạn có thể từ chối đề nghị chào mua, có nghĩa là bạn không bán cổ phần của mình, nhưng bạn có thể kiếm được lợi nhuận lớn hơn và trong một khu thời gian nhanh hơn nhiều. Nếu bạn chấp nhận thỏa thuận, nếu bạn không đấu thầu cổ phiếu của bạn, bạn có thể sẽ nhận được tiền mặt hoặc cổ phiếu bạn sẽ nhận đã có bạn đấu thầu họ cập nhật. Chào giá đấu thầu tiền mặt là gì? Một chào mua tiền mặt bao gồm một công cụ bởi các tổ chức phát hành để mua toàn bộ hoặc một phần số tiền còn nợ chính của chứng khoán, nợ có liên quan của chủ sở hữu tại một mức giá và tùy thuộc vào điều kiện quy định tại lại của những phát hành đề nghị để mua. Cách nào để cho mối quan hệ của tôi trở nên dịu dàng? Mối quan hệ dịu dàng: thứ nhất, vào một thời điểm ngẫu nhiên trong ngày, hãy tạm dừng và nói với đối phương một điều bạn yêu thích ở cô ấy hoặc anh ấy. Thứ hai, đi đến gần đối tác của bạn và xoa cổ vai của cô ấy, anh ấy trong 3-5 phút. Thứ ba, viết cho đối tác của bạn một ghi chú hoặc bài thơ và đặt nó ở một nơi nào đó mà anh ấy hay cô ấy sẽ tìm thấy trong ngày.
Làm thế nào để bạn kiểm tra sự dịu dàng? Để kiểm tra độ đau khi hồi phục, bác sĩ dùng tay ấn lên vùng bụng của bạn. Họ nhanh chóng gỡ tay và hỏi bạn có cảm thấy đau không khi da và mô bị đẩy xuống trở lại vị trí cũ. Nếu bạn cảm thấy đau hoặc khó chịu, bạn có biểu hiện đau ở trở lại. Ví dụ về dịu dàng hay mềm mại là gì? Định nghĩa của mềm là dễ nhai hoặc tinh tế hoặc mềm trong hành động. Một ví dụ về sự mềm mại là một miếng bít tết không dai. Một ví dụ về sự dịu dàng là cách mẹ xoa nhẹ lưng cho con. Bạn có thể cầu nguyện trong tâm trí của bạn không? Thiên Chúa có thể nghe thấy bạn suy nghĩ. Bạn có thể cầu nguyện âm thầm. Nhưng không có gì trên thế giới hoạt động hiệu quả hơn là nói to để bạn có thể nghe thấy chính mình đang yêu cầu giúp đỡ. Bạn có thể cầu nguyện những lời cầu nguyện của bạn trong tâm trí của bạn hoặc nói chúng thành tiếng. Chúa có thể nghe lời cầu nguyện của bạn theo cách nào đó. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn. Thank you.